Các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng nghe truyện ký 377 Kiếp Xe Huyền Thoại của tác giả Nguyễn Khắc Nguyệt, Facebook Nguyễn Khắc Nguyệt, nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh, phần 7. Sau một đêm ngủ ngon, nhờ cái hầm ngủ đã được cải tạo sáng nay, triển thấy thật khỏe mạnh và tỉnh táo, anh trườn mình ra khỏi chỗ trống trước xe rồi vươn mình, hít lấy hít để làn không khí tinh khiết của buổi sớm mai cao nguyên. Cái xứ sở này đến lạ, chỉ một ngày thôi nhưng có đủ thời tiết của bốn mùa. Buổi sáng, sương mù nhẹ nhẹ, răng tứ phía, gió thổi hưu hưu, khí trời mát mẻ dễ chịu vô cùng, chẳng khác tiết trời xuân là mấy. Vài tiếng đồng hồ sau khi mặt trời tung những tia nắng vàng như mật ong, dài khắp núi đồi thì nhiệt độ bắt đầu tăng và đến lúc mặt trời đứng bóng thì cả không gian đã hầm hập nóng như một cái lò bát quái đến cả những cơn gió cũng hầm hập nóng đích thị là mùa hè tuy vậy chỉ khi mặt trời vừa khuất sau những dặn núi chập trùng phía tây thì trời đất lập tức như đổi khác những lần gió từ phía biển thổi vào nhanh chóng xua tan cái nóng ban ngày sương mù đang lật khuất đâu đó bỗng lan ra từng chút, từng chút một, rồi nhanh chóng đưa cả xứ sở này về một mùa thu đầy lãng mạn. Còn ban đêm, không đến nỗi rét bút rét cắm, nhưng cũng đủ lạnh để người ta phải nhớ đến những đêm đông xứ Bắc. Với triển, có lẽ thời khắc thoải mái nhất chính là lúc này. Vịnh và Lượng cũng đã dậy, khi ba anh em làm vệ sinh cá nhân xong, cũng là lúc ái tay sách nách mang bữa sáng về, nhìn chậu canh đầy đặn chẳng khác gì bữa chính, triển biết ái đã phải cố gắng rất nhiều. Anh nghĩ thầm, cái thằng này người thành phố mà tình cảm ghê, nó thương anh em bữa sáng ít cơm nên chịu khó nấu nồi canh rõ đầy. Một cái gì đó dâng lên trong mắt anh, làm hai mắt anh thấy dưng dưng. Triển vội quay đi chỗ khác và đưa tay dụi mắt. Bữa cơm trôi qua nhanh chóng và vui vẻ. Cơm nước xong, triển nhỏ nhẹ. Hôm nay mấy anh em ở nhà tiếp tục hoàn thành các nội dung bảo dưỡng cấp 2. Cố gắng gọn trong buổi sáng để buổi chiều đi nghe giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng. Liệu có xong không Vịnh? Vịnh tươi tỉnh gật đầu. Cũng may hai hôm mình đi trinh sát ở nhà hai tướng này cũng đã làm được kha khá việc rồi nên chắc sáng nay nữa sẽ xong. Triển mừng rỡ, thế thì tốt quá. Còn bây giờ tớ phải sang chỗ đại đội chuẩn bị cho buổi họp chiều nay. Các cụ, các cậu chịu khó đi nhé. Nói rồi anh quầy quả đi về hướng xe 376. Khi triển lên đến chỗ xe đại đội trưởng thì Hữu, trung đội trưởng trung đội 1 và tranh trung đội trưởng trung đội 2 đã có mặt cả hai đang thì thầm chuyện gì đó có vẻ thú vị lắm. Từ trong xe, đại đội trưởng Bùi Đình Đột cắp chiếc sắc cốt chui ra. Mở xác cốt, đột lấy ra một tấm bản đồ, một cái địa bàn và một túi nhỏ lủng cùng những mô hình vũ khí, địa vật rồi đưa cho hữu. Các cậu đắp hộ cái sa bản căn cứ tân cảnh để chiều nay giao nhiệm vụ tổ chức hợp đồng cho toàn đại đội. Nhớ vừa căn cứ vào bản đồ vừa căn cứ vào kết quả trinh sát thực địa hôm trước đi nhé. Quyết tâm sơ bộ tớ cũng đã phát phát trên đó rồi. Cố gắng đến độ 10 giờ phải xong. Còn bây giờ tớ phải lên tiểu đoàn báo cáo quyết tâm lần cuối cái đã. Đợi cho đại đội trưởng đi khỏi. Tranh mới lầm bầm. Bố này lại trốn việc quan đi ở chùa đây. Cả ba phì cười. Ý tranh muốn ám chỉnh. Việc đại đội trưởng đột hơi kém về món bản đồ với sa bàn này nên thường đẩy cho cấp dưới làm. Dạo trước đi kinh đi trinh sát thực địa thì cứ lạc lên lạc xuống, đến xác định điểm đứng cũng loay hoay mất một lúc lâu mới làm được. Cũng phải thôi, vì đột vốn là dân kỹ thuật, trưởng thành từ lái xe lên. Hồi đánh đường 9 năm Lào, anh đang là kỹ thuật viên, sau trận 543, đại đội phó kỹ thuật bị thương nên anh được đôn lên thay thế. Tiếp đó khi đánh địch ở Bản Đông và truy kích địch, đại đội trưởng lại bị thương. Trưởng mất sức chiến đấu thì phó phải thay lên là chuyện đương nhiên. Thế là nghiễm nhiên đột thành đại đội trưởng. Mặc dù vậy, anh đã hoàn thành xuất sắc chỉ huy đại đội hành quân vào đến tận đây. Tuy nhiên nói cho công bằng thì trình độ chỉ huy tác chiến của anh còn nhiều mặt hạn chế. Nhất là những món có liên quan đến nghiệp vụ công tác tham mưu như đọc bản đồ, vẽ, viết vẽ quyết tâm hay làm kế hoạch chiến đấu. Sau lưng đột, cánh cán bộ trung đội cũng hay đàm tiếu nhưng nói thì nói vậy khi vào việc họ đều chấp hành răm rắp mọi mệnh lệnh của đại đội trưởng xem xét một lúc hữu quảng tấm bằng đồ cho triển khoản này chỉ có tay triển làm là khéo thôi bọn tớ vụng lắm làm không ra cái gì ông ấy về ông ấy lại chửi biết tài biết tính nhau cả rồi nên triển vui vẻ được thôi bây giờ hai ông đi kiếm lấy hai bao tải cát về đây đoạn trên kia có rãnh nước chảy ven đường ấy anh chỉ ngược về phía xe mình cứ ra đấy vét thế nào cũng đủ hữu nói đúng trong mấy trung đội trưởng thì triển thuộc loại có hoa tay hơn cả lại thêm cái tính cần cù tỉ mẩn nên rất thích hợp với những công việc kiểu này hữu và tranh đi rồi chỉ còn lại một mình triển dùng sẻng gạt lá cây và cỏ ra lấy một đám đất bằng phẳng mỗi chiều chừng ba bốn bước chân đặt tấm bản đồ và cái địa bàn xuống vạt đất trống, triển căn hướng và dùng những cái que nhỏ đánh dấu một số điểm chuẩn. Tiếp đó, anh vạch những đường thẳng vuông góc thành lưới tọa độ rồi đối chiếu với bản đồ vẽ lên mặt đất những hình, những đường bình độ ngoằn ngoèo và cắm những cái que dài ngắn khác nhau để đánh dấu độ cao các điểm cao. Cũng may căn cứ tân cảnh nằm trên một khu vực địa hình khá bằng phẳng chỉ có vùng ngoại vi của nó và đường cơ động của các anh từ đây vào đấy là nhiều đồi núi thôi nên việc đắp mô phỏng địa hình khá đơn giản cái quan trọng nhất và khó nhất bây giờ là phải tái hiện được cách bố trí của hệ thống công sự vật cản và hỏa khí của chúng ở trong đó hữu và chanh đã khoác hai bao tải cát về đến nơi triển chỉ, chỉ vặt đất bây giờ đã dày đặc những đường bình độ và que cắm Tôi đã đánh dấu các điểm cao và vẽ bình độ rồi. Các ông đắp mô phỏng địa hình đi để tôi làm một số mô hình. Dốc cái túi nhỏ đựng mô hình ra đổ xe. Triền chỉ thấy có mấy khẩu pháo, mấy cái xe tăng, mấy lá cờ xanh đỏ và vài ngôi nhà. Anh lầm bẩm, còn phải làm thêm nhiều đây. Rồi quay sang gọi lái xe Duy đang kỳ cạch gì đó ở buồng chuyển động. Duy à, có dây thép niêm cho anh một đoạn. Duy vẫn lúi hối làm việc của mình, trả lời vống lên. Anh mở thùng dụng cụ ra mà lấy, em để nó ở trong góc ấy. Lôi mớ dây thép niêm ra, triển đem cuốn nó thành cái, vào cái que thông nòng súng thành một cái lò xo so để tượng trưng cho hàng rào bùng nhùng. Sau đó anh xé một tờ giấy trong cuốn sổ tay ra, cắt thành hình những mũi tên, cửa mở. Lúc này Tranh và Hữu cũng đã đắp xong phần địa hình. Hữu bảo, xong chưa? Xong thì bày biện ra xem nó thế nào. Cúi nhìn cái xa bản giang dở một cách kỹ lưỡng, triển lắc đầu. Cái con suối đắc ta can này các ông phải vét cho sâu xuống một tí, rồi cạo ít tinh tre rắc lên cho nó có màu xanh. Các con đường thì ra lấy ít đất đỏ phủ lên, cho nó rõ ra một tí, chứ cứ mờ mờ ảo ảo thế kia, bố thằng nào mà nhìn ra được. Còn mấy quả núi này thì kiếm một ít dương sỉ mà cắm lên Chứ để trụ thu lụi thế trông chẳng ra làm sao cả Tranh cầu nhau Làm đách gì mà phải cầu kỳ thế Đây là chiến trường chứ có phải là nhà trường đâu Triển nhẹ nhàng Thì mình còn thời gian mà Làm việc kỹ kỹ một chút cho anh em người ta dễ nhìn có phải hơn không Nói thì nói vậy xong cả hữu và tranh vẫn thực hiện theo đúng yêu cầu của Triển Quả nhiên sau khi cắm cây và rắc bột màu lên những con đường và dưới lòng suối, cái sa bàn trông sinh động hẳn lên, triển gật gù. Như thế là được rồi, bây giờ ta đặt các mô hình vào xem sao. Ba trung đội trưởng vừa cắm cúi làm vừa tranh luận về vị trí, các khu vực bên trong cứ điểm ỏm tỏi cả lên. Thật tình mặc dù đã đi trinh sát thực địa hai lần, xong toàn quan sát xa nên cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, và bây giờ thì chỉ nhớ mang máng cũng phải thôi căn cứ thì lớn lại được đầu tư xây dựng rất cơ bản nên rất nhiều công trình khác nhau cứ như một thị trấn ấy nhà cửa thì san sát đường đi lối lại thẳng tắp như ô bàn cờ lô cốt tháp canh thì sừng sững khi đến gần thì lại thấy ớn súng lưng vì sao lắm hàng rào thế dễ phải đến hàng chục lớp rào xen kẽ nhau bùng nhùng mái nhà cũi lợn đủ cả không đo được nhưng ước lượng cái hàng rào ấy cũng phải dày đến năm sáu chục mét bên trong hàng rào là một con đê cao cỡ hơn một mét lố nhố những công sự chiến đấu dọc theo con đê ấy là một quãng lại có một tháp canh nhô hẳn lên cao hai ba tầng với những lỗ trâu may đen sì đầy chết chóc thế cũng phải thôi vì đây được coi là cứ điểm tiền tiêu cao nguyên trung phần mà trong cái căn cứ khổng lồ này, bố trí trung đoàn bộ binh 42 gồm 4 tiểu đoàn cùng với sở chỉ huy tiền phương sư đoàn 22 lại có cả cố vấn Mỹ nữa nên nó tăng cường hệ thống vật cản công sự như thế cũng là chuyện đương nhiên. ấy thế mà khi trinh sát ban ngày thì đứng mãi tít ngoài xa nhòm vào còn ban đêm tiếng lọc bò vào đến tận chân rào đấy nhưng có nhìn thấy gì đâu nên cãi nhau cũng phải. Cuối cùng triển bảo thôi cứ tạm như thế đã, quan trọng nhất là mình xác định được mấy mục tiêu chủ yếu và vị trí cửa mở cùng với đường cơ động thôi. Còn đã vào được trong ấy rồi thì thằng nào mà chả phải đánh. Hữu cũng gật gù tán đồng. Tôi cũng nghĩ thế. Ta cứ bố trí thế này đã. Chốc nữa ông đột ông ấy về sẽ trao đổi thêm. Ít ra ông ấy cũng được đi trinh sát ba lần nắm chắc mục tiêu hơn bọn mình giải các mô hình xong cái căn cứ trông na ná như một cái hình lục rác nổi bật hẳn lên triển lẩm bẩm công nhận thằng này thiết kế phòng thủ kiên cố ghê không chỉ có hàng rào bao bọc bên ngoài mà giữa các khu trong đó cũng có hàng rào nữa còn cái con đê sau hàng rào nó bố trí công sự chiến đấu dày đặc thế kia với lại bọn xe tăng thiết giáp nấp sau đó nữa thì đúng là khó nhằn nhật khó nhằn thật đấy hữu gật gù Chả thế mà chúng vẫn hoành hoang. Bao giờ nước sông Pô Cô chảy ngược thì Việt Cộng mới đánh được Đắc Tô Tân Cảnh. Chành cấm cảnh, cứ phải đợi đến sáng mai mới biết mèo nào cắn mèo nào. Đứng dậy, nhìn bao quát cái sa bàn, triển xoa hai bàn tay vào nhau, vẻ mãn nguyện. Thôi, về địa hình và địch, thế này là ổn rồi. Bây giờ xem quyết tâm của đại trưởng thế nào rồi bố trí về phần bạn và ta nữa là xong. Sau chừng 10 phút, hình thái bố trí các đơn vị của ta cũng thực hiện xong. Đúng lúc đó, đột đi họp về, đứng nhìn một lượt cái sa bàn đã hoàn chỉnh, anh tỏ vẻ hài lòng. "Tốt lắm, cảm ơn các cậu. Bây giờ về kiểm tra lại công tác chuẩn bị của trung đội. Đúng 14 giờ chiều nay cho bộ đội tập trung tại đây để nghe phổ biến nhiệm vụ." Hết phần 7 cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt